đây nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục review một sản phẩm mà mình đã đặt hàng trên Sen Đỏ nha. Thì cái này là quần lót nam. Thì sản phẩm này là mình mua với giá là 1.000 đồng được hai cái đồ lót nha mọi người. Thì cái này do đợt sale của Sen Đỏ nên là mình mua cái hàng này á, mình được sale với giá là 1.000 đồng ha. Thì cái này là của bên shop City Man nè. Thì những ai mà có nhu cầu muốn mua hàng á thì mọi người có thể nhấn vào cái link trong mô tả của mình ha. Thì mình đã gửi link mô tả để các bạn có thể nhấn vào bạn mua sản phẩm của bên City Man này. Thì các bạn coi sản phẩm như thế nào. Thì cái này do là họ sale kho với giá 1.000 đồng á. Thì hai cái nè mọi người nè, quần lót nam hai cái nè, xịp tam giác nhiều lưng, dao màu ngủ chi là kích thước size 3XL này nhiều màu nè. Đó, thì mình đã sale, mình đã mua hôm trước, mình đặt hàng hôm trước thì đã thanh toán rồi với giá 0 đồng rồi. Thì hôm nay mình đã nhận được hàng rồi ha mọi người. Thì sản phẩm này mình không có hình thức là quảng cáo nha, mình chỉ mua sản phẩm này mình xài ra, bởi vì cái sản phẩm này mình thấy rẻ quá nên mới mua ha. Rồi bây giờ mình sẽ bóc ra cho mọi người xem nè. Thì các bạn thấy họ gói rất là kỹ ha, nè họ gói rất là kỹ nè. Rồi xe shop là shop City Man nha mọi người, shop City Man ha. Thì rất là có một ngàn đồng mà, cái này có 1.000 đồng do họ sale trong ngày 11 tháng 11 á. Rồi bây giờ mình sẽ bóc ra cho mọi người xem ha. Đây. Họ gói rất là chắc nha mọi người, gói rất là chắc nha. Những ai mà đang xem video mình đó, mọi người nhớ subscribe kênh giúp mình ha, subscribe kênh giúp mình rồi. Rồi giờ mình sẽ lấy sản phẩm này ra đây, mình bỏ này vào đây, bỏ mấy cái gốm này đi, nó được gói trong một cục nhỏ nữa để coi. Mình nhỏ này ra, cái này nó không có dính. Đây à mọi người, 3XL luôn, đúng đi bon sản phẩm là mình đặt hàng luôn mọi người. Cái này có 1.000 đồng nha, hai cái này 1.000 đồng nha, hai cái này 1.000 đồng nha mọi người, dạng 3XL ha, mà giá gốc của họ là 42.000 ha. Hàng này cũng tốt nha mọi người, chứ không phải hàng của bắp đâu nha. Rồi mở cái này ra, bỏ cái bệnh này ra. Đây cũng vậy luôn, đúng như mình đặt hàng 3XL ha, 3XL có giá 42.000 ha mọi người ha. Đây 1.000 đồng đó mọi người, hai cái này là 1.000 đồng cộng tiền ship nữa là 1.400 nữa là tổng cộng 2.400 nha mọi người, 2.400 nha. Sản phẩm này, hai cái này sản phẩm 2.400 nha mọi người, mình không nói ngoa nha mọi người. Sen Đỏ họ có bán giá 1.000 đồng nha vào những dịp săn sale nha mọi người. Thì mọi người có thể lên Sen Đỏ, mọi người mua ha. Nhưng mọi người phải nhấn nhanh tay ha. Thì của City Man nè mọi người. Đó, thấy không? Thì mình sẽ gửi cái link tải cái link của mua hàng của cái shop này cho mọi người xem để mọi người mua ha. Thì cái shop này họ không có xạo nha mọi người. 3XL ha, nhiều màu nè, số lượng 1 nè. Thì số lượng là combo, mà cái này là combo hai cái này nè. Combo hai cái này là 1.000 đó mọi người. Đó nè, số lượng trọng lượng nè, rất ghi rõ ràng luôn. Cái shop này là shop uy tín nha mọi người. Mình không quảng cáo cho shop này nhưng mà bởi vì mình mua sản phẩm này nhiều á nên mình thấy rất là họ bán rất là uy tín ha. Nè. Các bạn thấy không? 3XL ha, giá gốc là 42.000 mà họ bán có 1.000 đồng mà. Thì mình kiểm tra để mình có cái sản phẩm bên trong thì đúng thì nó cũng đau, bên trong nó sẽ có hơi bị xấu chút xíu vậy bên trong nè. Đó thấy không? Thì những em thanh niên nào thì tất nhiên là cái này sản phẩm này rất là cần thiết cho những anh thanh niên ha. Đó, quần lót ha, đồ lót. Khá là rất là quan trọng cho những anh thanh niên ha. Đó nhưng mà mình xài mặc size 3XL là đó. Giờ mình mập quá mọi người. Thì này cái sản phẩm này nó hơi có bị chỗ này xấu xí mà thôi, chắc không sao. Không nói có nghĩa là các bạn mặc tạm vậy kia khi cần thiết mặc thôi. Còn ví dụ như đặt đi với gái uống này kia các bạn nên rồi xài lại sang chút xíu. Rồi. Đây. Vẫn còn xài tốt nha mọi người, không có loại xạo, không phải là gọi là hàng giỏm, hàng kém chất lượng nha mọi người. Chất lượng khá là tốt nha. Rồi. Ok. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ha.
Thì chúc mọi người có một ngày thật là hạnh phúc nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mọi người hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.